Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra về Vạn Thịnh Phát và AIC. Ngày 2 tháng 12, hội nghị lần thứ 24, mở rộng, do Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức, đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy thành phố Nguyễn Văn Nên. Tham dự hội nghị có Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Hồng Văn. Một trong những nội dung được Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề cập nhiều lần trong các phần phát biểu của mình là trong năm 2023, thành phố phải tập trung xử lý các vấn đề tồn động. Từ cuối năm 2022, một vụ việc tồn động từ trước đó đã xảy ra, trở thành vụ việc lớn. Đó là vụ Vạn Thịnh Phát, Bí thư Thành ủy thành phố nhấn mạnh. Ở góc độ chính quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi cho rằng toàn hệ thống thành phố đã có nỗ lực rất nhiều để giải quyết tốt một khối lượng lớn công việc trong suốt thời gian qua, nhất là dành nhiều công sức giải quyết những tồn động rất lớn của địa phương. Cũng theo ông Phan Văn Mãi, đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra về AIC và Vạn Thịnh Phát. Phải nói rằng chúng ta đã dành một lực lượng người, thời gian và công sức cho việc rà soát để giải quyết các vụ án này. Khi giải quyết được thì sẽ gỡ đi được một khối nặng để đi tới, ông Phan Văn Mãi chia sẻ thêm. Còn Phó Bí thư Thành ủy thành phố Nguyễn Hồ Hải nói rằng thành phố đã thành lập các đoàn giám sát nhiều nội dung. Trong đó, thành phố chủ trương thành lập ban chỉ đạo 902 giải quyết các tồn động, các vụ việc kéo dài và làm việc rất hiệu quả. Khi có sự phối hợp đồng bộ thì các nội dung tồn động dần được tháo gỡ. Dự kiến, đến cuối năm nay đưa ra khỏi ban chỉ đạo 3 vụ việc lớn còn tồn động nhiều năm. Trong đó có Safari ở Củ Chi khiến người dân bức xúc, ông Nguyễn Hồ Hải thông tin. Theo ông Nguyễn Hồ Hải, kể từ khi thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực, các vụ việc được đưa vào diện theo dõi, giải quyết và được dư luận quan tâm, đồng tình. Từ đó, ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh đến vai trò của việc kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa các hành vi sai phạm và cho biết thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động trong công tác này. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố được giao là cơ quan đầu mối sẽ tổng hợp kết quả thanh tra kiểm tra, giám sát từ các cơ quan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.